Xin chào anh em. Hôm nay lại tiếp tục chuyên mục review sản phẩm màn hình Android. Hôm nay Carplus bên em nâng cấp một chiếc màn hình Android ZTEC cho chiếc Tucson đời 2018. Thì đây là cái giao diện sản phẩm và cái bộ giữa sau khi mà bên em đã hát đầu hoàn thiện xong. Đây, rất là chắc chắn. Đấy, các nhé. Thì đây là cái giao diện của dòng sản phẩm Z500 mới nhất của ZTEC. Đấy, giao diện chính của ZTEC này. Đấy, không cầu kỳ nhưng mà rất là tiện ích. Đấy, dễ ra rất dễ là nó thao tác cho các bác. Đấy, rất là mượt mà các bác nhé. Đấy, S1 này, S1 bản quyền chính hãng này. Đây, ví dụ này, đây là cái bản quyền Việt Map S1. Sau khi mà các bác lắp đặt cái màn hình Android Z-Stick thì đã có sẵn cái bản mồi, bản đồ này. Đấy, có cảnh báo tốc độ. Đấy, để trong quá trình di chuyển các bác hoàn thành lộ trình thì các bác có thể thoát ra giúp em mà một cách là ấn ở phía dưới. Đấy, bấm thoát, đồng ý. Đấy, thì đây là cái giao diện chính của Z-Stick. Độ mượt thì các bác hoàn toàn yên tâm về Z-Stick. Đấy, chất lượng rất là cao, bảo hành 2 năm. Đấy, có sẵn là tặng kèm SIM 4G. Hiện tại thì giờ sản phẩm này bác ấy đã có tích hợp thêm cả camera lè. Đấy, đây, em mở camera lè cho các bác xem. Đây, camera lè này, đây là bên phải này. Đấy, ngoài ra thì sẵn có các cả camera hành trình, điều khiển bằng camera hành trình này. Mở camera hành trình. Đấy, thì ngay lập tức camera hành trình nó được bật lên các bác nhé. Đấy, chất lượng camera hành trình thì rất là sắc nét, trung thực luôn. Các bác muốn xem lại camera hành trình thì các bác thể vào đây. Đấy, vào phần playback đây. Đây, xem lại các video có sẵn mà nó đã quay. Đấy, ngoài ra mà đi đường cung, đường dài, đường xa thì các bác có thể là bật cái cảnh báo xe làn lên, hoặc nếu đi trong phố thì các bác phải tắt đi. Đấy, thì tùy nhá. Cái này mình thao tác bằng tay được, rất đơn giản. Đấy, cái này có thể cho nhỏ được màn hình này, nhỏ phía dưới đây. Đấy, cho nhỏ này. Cái này các bác thể cho to thêm một chút này. Đấy, cho to hơn này. Đấy, các bác có thể màu góc. Đấy, ví dụ như là như này. Các bác vừa có thể vừa nghe nhạc như này. Đấy, và vừa có thể là quan sát camera hành trình trước như này. Đấy, nếu mà các bác thích. Đấy, rất là tiện. Cái nữa là tất cả những cái phím vô lăng ở trên cái dòng Tucson Tucson này ấy, thì hoàn toàn là tích hợp zin, ví dụ tăng giảm âm lượng này. Đây, bác quay video vào đây. Đấy, tăng giảm âm lượng này. Tăng nhá, giảm này, tắt âm, tắt tiếng này. Đấy, lấy bài này, chuyển bài này. Sản phẩm cho dòng Tucson này thì bác chủ đã nâng cấp một con súp Brawl. Đấy, bên em thì những sản phẩm lắp kèm thì có giá rất là phải chăng, hơn 3 triệu thôi. Nhưng mà súp Brawl được mệnh danh là cái dòng súp cho cái chất âm rất là cứng. Đấy, và gần như là rất là nhiều các bác ưa chuộng trên thị trường. Và, đấy, các bác có thể điều khiển giọng nói này, mở video nhạc sàn ví dụ nhé. Mở video nhạc sàn. Đấy, ngay lập tức nhạc sàn mở cho các bác. Đấy, chất âm đập rất ấm các bác nhé. Đấy, ngoài ra các bạn phải lấy bài vẫn ở trên này bình thường. Đấy, qua các bài khác. Đây, tuyệt vời không các bác? Đấy, nếu các bác có muốn mở các cái kênh VTV thì các bác phải điều khiển giọng nói trực tiếp luôn, vì vừa di chuyển vừa điều khiển. Ví dụ mở VTV1. Đấy, cực kỳ tuyệt vời.
Tất cả những dòng sản phẩm của Z-Tech điều khiển giọng nói cực kỳ nhanh và không cần thao tác bằng tay. Và cái điều quan trọng ấy là các bác mở kênh VTV ấy, không cần phải qua cái ứng dụng VTV Go nữa. Một số đầu hiện tại đa phần trên thị trường đều phải mở qua VTV qua VTV Go. Nhưng với Z-Tech thì các bác chỉ cần một câu lệnh rất đơn giản điều khiển mở giọng nói là ngay lập tức mở cái kênh VTV cho các bác. Đấy, không cần thao tác bằng tay. Rất là đơn giản. Đấy. Mở VTV3. Đấy. Quá tuyệt vời phải không các bác? Với một phân khúc mà chưa đến 10 triệu mà cấu hình và âm thanh, chất âm, chất lượng hiển thị cực kỳ siêu sắc nét luôn các bác nhá. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, giao diện này về độ nhảy, độ mượt thì cực kỳ tuyệt vời các bác nhá. Đấy, các bác có thể điều khiển giọng nói rất đơn giản như này, dẫn đường tới Hồ Tây. Chỉ cần mở cái câu lệnh dẫn đường đến đâu đấy thì ngay lập tức nó sẽ chuyển ngay sang cái bản đồ Việt Map. Nếu các bác muốn điều khiển giọng nói bằng Google thì ngay lập tức nó sẽ ra cái điều khiển giọng nói bằng Google cho các bác. Đấy, đấy là cái rất là hay của cái tính năng điều khiển giọng nói của Z-Tech. Đấy, không màu mè nhưng mà cực kỳ hữu dụng và tiện ích. Đấy, nó đánh vào tất cả những cái tính năng mà một bác tài xế cần chứ không màu mè. Đấy, điều khiển thì nó rất là thông minh. Giao diện thì thực ra là em thấy giao diện của Z-Tech rất trực quan. Đấy, các bác cần mở cái gì thì cần có ngay ở phần dưới này, mở radio ở trên này trên luôn. Đấy, đấy thì chất lượng radio của Z-Tech theo em đánh giá thì chất lượng radio khá là ổn. Đấy, nó hỗ trợ radio rất là tốt. Đấy, nếu các bác mà có cái nhu cầu mà nâng cấp cái dòng màn hình của Z-Tech các bác có thể liên hệ qua capbus.vn của bên em sẽ hỗ trợ lắp đặt cho các bác hoàn thiện. Đấy, bảo hành chính hãng 25. Đấy, có cái vấn đề gì các bác cần để hỗ trợ và comment, các bác có thể để lại comment ở phía dưới nhé để em giải đáp. Chào các bác.